Hello tất cả các anh em đang xem video của em nhá. Hôm nay em làm cái video để giới thiệu và thông tin tới toàn thể các anh em một cái sản phẩm mới em về bên shop để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy chim ngày và chúng ta đi đánh sẻ. Thì trước mặt các bác đây là cái dòng ZY hay còn gọi là E898. Vì các bác nhìn thấy hai cái dòng loa em để ở đây không ạ? Về hình thức của nó này, về thứ nhất chúng ta đi vào cái vỏ hộp này, cái màu sắc vỏ hộp các bác ạ, cái màu sắc vỏ hộp thì nó có sự khác biệt một chút. Đây các bác thấy không ạ? Nó có màu xanh nhạt và xanh đậm hơn nhá các bác nhá. Đấy. Đấy về vì hình thức vỏ hộp. Còn về tên thì nó giống y chang như nhau thôi. Và về cái hình thức loa ở bên trong thì sao ạ? Đây về hình thức loa đây, đối với cái dòng E898 này nó có cái màu sáng hơn này, màu sáng hơn và mặt của nó là mặt trắng các bác nhá. Đây là dòng E898 và toàn bộ ở bên trong nhá. Bên trong của nó toàn bộ là pin của nó pin kép hết anh em nhá. Và cái dòng này là dòng mặt đen này, mặt đen này thì bây giờ làm sao hai cái loại này nó lại khác nhau về cái màu sắc của mặt mặt loa như vậy. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết và cụ thể vào từng loại loa. Thì đối với cái dòng loa E898 này thì em ấy sẽ chạy được USB và chạy được thẻ các anh em nhé. Sẽ không có hỗ trợ Bluetooth cho anh em ở cái dòng mặt trắng này. Nhưng mà mặt trắng này nói chung là tương đối là bền đấy. Nếu bác nào đã sử dụng cái dòng này rồi thì em ấy tương đối là bền. Đấy, đấy, nói là nó cũng thuộc giọng loa hàng loa nồi đồng cối đá tương đối bền. Đấy, phù hợp với các bác đi đánh sẻ nhá. Và em sẽ đi test vào từng loại một. Đây, đối với test âm thanh trước của cái dòng loa này trước, sau đó em sẽ đi chi tiết về cái dòng loa mặt đen sau. Đấy, về cái dòng loa này, đấy âm thanh của nó các bác cảm nhận hộ em nhé. Đấy, về cái âm thanh. Em mới mở có công suất là 20-40 thôi anh em nha, mà nó đã siêu to như vậy rồi. Nếu mà các bác mở mở to tầm 80% lên ấy, thì nó rất là to phải không ạ? Khỏi cần chúng ta phải độ chét luôn. Bác nào mà có nhu cầu thích độ thì chúng ta lại độ thêm nhá. Đây, cái dòng này đi đánh sẻ thì rất là ok rồi. Đấy các bác thấy không ạ? Và khi các bác nhá mua loa thì các bác cứ chọn cho mình một cái con loa nào các bác cảm thấy ưng ý nhất thì qua shop của em nhé, đầy đủ các dòng loa phục vụ các bác. Đây là dòng ZY-E898 mặt trắng anh em nhé, anh em thấy không ạ? Đấy, mặt trắng nhá, hai nút mở hai bên, nằm hai bên này. Đấy, đấy, đây là dòng mặt trắng. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái dòng mặt đen xem nó khác biệt gì nhá. À, cái dòng mặt đen chính là cái dòng là năm nay 2020 mới sản xuất. Đây cái dòng này thì các bác biết không ạ, nó có cả hỗ trợ Bluetooth cho chúng ta kết nối giữa điện thoại và loa đấy. Đấy, khi các bác mở lên nhá các bác nhá, khi các bác mở lên này, bao giờ nó cũng có đây này. Đó, bao giờ nó cũng có chữ Blue là kết nối Bluetooth, còn không thì các bác bấm vào cái truyền hình âm thanh đấy thì nó chạy sang FM. Và khi các bác muốn chạy thẻ thì các bác cắm thẻ vào nhá. Đấy không, các bác muốn kết nối các bác lại bấm trở lại giúp em này. Đấy có Bluetooth này. Đấy Blue Air. Đấy. Đấy không có thẻ các bác nhá. Khi chạy Bluetooth các bác lưu ý phải rút thẻ nhớ ra nhá. Đấy đối với cái dòng này nó rất là nhạy, chúng ta rất là tiện dụng. Nếu bác nào mà dùng thẻ qua điện thoại ấy, thì chúng ta kết nối trực tiếp từ điện thoại sang, nó rất là tiện dụng. Và hôm nay em làm cái video này em cũng muốn test luôn cái điều khiển để cho tất cả giải quyết tất cả các thắc mắc của một số anh em khi chúng ta mua cái giờ mốt để thay thế. Càng nhiều anh em có phản hồi là em ơi, cái điều khiển này nó có cái nào để thay thế không, nhưng xin nói là tất cả các dòng điều khiển của loa điều khiển từ xa đời thấp này nó đều dùng là cái giờ mốt lẫn của nhau được nhá. Thì bây giờ để mà khẳng định cái điều đấy em sẽ đi vào thử luôn cái điều khiển cho các bác. Đây, đối với cái dòng điều khiển này, đấy, điều khiển thay thế các bác thấy không ạ? Cái dòng này là điều khiển của cái con mặt trắng này các bác nhá. Đấy, nó ngắn hơn. Đấy, không có Bluetooth nó sẽ ngắn hơn. Và đối với dòng mà có Bluetooth điều khiển nó dài hơn. Các em thấy không ạ? Còn về chức năng của các bác quan sát này, chức năng của nó ở trên cái bàn phím này y chang như nhau, không có gì là khác nhau cả. Thì bây giờ em sẽ đi vào thực hành luôn để giải quyết một số thắc mắc của anh em khi mua hàng. Đây, loa đang bật phải không ạ? Đấy, chúng ta tạm dừng. Đấy, ấn tạm dừng. Nó sẽ nhận điều khiển. Đấy là điều khiển của nó. Và chúng ta sẽ đi vào cái điều khiển khác loại này. Đấy,
Loa đang hát phải không ạ? Đấy, em sử dụng như này vẫn ok phải không ạ? Thì cái đối với cái dòng điều khiển này, nó có thể dùng lẫn được tất cả các điều khiển với nhau nhá các anh em nhá. À, các anh em thấy không ạ? Thì như vừa rồi em đã thử cái điều khiển cho tất cả các anh em rồi. Thì tất cả các dòng điều khiển đều sử dụng lẫn được, kể cả điều khiển thay thế nhá. Thì đây các em thấy không ạ? Đây, giờ mốt của nó đây. Đây giờ mốt thay thế đây. Đấy, nó có các loại giờ mốt này. Thì bây giờ em bật lên em sẽ thử nghiệm luôn cho anh em xem nhá, để giải thích một số thắc mắc của một số khách hàng. Nếu mà các bác mà mua cái điều khiển thay thế về mà chúng ta không sử dụng được ấy, thì là bác nên kiểm tra lại loa của mình. Đấy, các bác này. Đấy, nhận được tất cả các loại điều khiển nhá. Đấy. Đấy, lại tạm dừng luôn phải không ạ? Em qua bài cho các anh em xem nhá. Đấy, các anh em thấy không ạ? Thế chứng tỏ là dùng lẫn được tất cả các loại điều khiển các em nhá. Thì nếu mà cái loa nào ấy, về các anh em mua điều khiển thay thế về mà không sử dụng được ấy, thì các bác nên kiểm tra lại loa, em sợ là nó lỗi cái gọi là cái chức năng nhận điều khiển ấy. Đấy, nó do cài đặt ở bên trong ấy, chứ không phải là do điều khiển các bác mua về đâu nhá. Đấy, nó dùng lẫn được nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Em lấy 3 cái và 3 cái này đều sử dụng được hết thì chứng tỏ không phải là do em chọn điều khiển phải không ạ? Đấy. Các bác thấy không ạ? Điều khiển thay thế đây nhá. Đấy, để tránh trường hợp là một số bác mua hàng các bác cứ phân vân mãi, bảo là cứ khẳng định là bản thân em bán hàng thì em phải biết, nhiều bác cứ mua hàng lại cứ đi khẳng định là không sử dụng được. Không điều khiển được, anh thử rồi nhưng không được đấy. Em thử 3 cái liền, 3 cái điều khiển thay thế, là điều khiển này là điều khiển thay thế, điều khiển rồi. Em bấm nó đều được mà các anh em, đúng không? Bây giờ em bấm tạm dừng bất kỳ trong 3 cái này nhá. Đấy, nhận luôn phải không ạ? Thế chứng tỏ là cái dòng loa Bluetooth này có thể sử dụng được lẫn điều khiển. Đấy, ok chưa ạ? Và ở đây vừa rồi em cũng đã đi test về cái âm thanh và đi vào chi tiết cụ thể từng cái dòng loa của cái ZE-898 này rồi. Thì ngay bây giờ em sẽ đăng tải cái video này lên để thông tin tới toàn thể các bác. Vậy anh em nào nhá, chúng ta mà thích cái dùng cái dòng loa này và đang có nhu cầu, xin mời tất cả các anh em qua shop để ủng hộ em nhá. Nếu bác nào thấy hay và thấy tiện ích, xin vui lòng ấn vào chữ đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho tất cả bạn bè, người thân của anh em biết đến em mà đang có nhu cầu, thì đang có nhu cầu và cũng chuẩn bị có nhu cầu, thì các bác yên tâm, đấy, yên tâm thì qua shop ủng hộ cho em nhá. Tại vì cái vấn đề hàng hóa thì nói chung là các bác khi mua hàng thì sẽ được tư vấn cụ thể hơn khi chúng ta trao đổi trực tiếp với shop. Và một vấn đề nữa, quyền lợi của anh em là chúng ta là mua hàng, các bác được kiểm tra trước khi thanh toán này. Đấy là quyền lợi của khách hàng của các bác. Và 100% hàng em chuyển về tới tận nhà cho các bác là các bác không phải mất một đồng tiền phí ship nào cả. Đấy, em sẽ bao cho các bác về tận nhà. Đấy, cái vấn đề thì đấy, hai vấn đề đấy thì em sẽ cam đoan với các anh em, em sẽ làm được đúng như lời em nói. Còn bây giờ em sẽ xin đăng tải luôn cái video này lên để cho tất cả các anh em nào mà chúng ta chuẩn bị có nhu cầu chúng ta mua và đang có nhu cầu nhận được video, thì các bác qua shop ủng hộ cho em với nhá. Xin chào toàn thể mọi người, hẹn các bác ở những video lần sau. Chào toàn thể các bác.